Nam Mô A Di Đà Phật, xin trân trọng kính chào tất cả quý vị đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng lại chia sẻ với quý vị một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch Thầy, làm sao mình có thể sống như mình mong muốn được? Vì bao giờ và lúc nào cũng có những người khác mình nhìn ngó và ý kiến nọ, ý kiến kia. Kính cảm ơn Thầy, Phật tử Hoa Tâm. Kính thưa Đạo hữu Hoa Tâm cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, chưa từng có một sự vật nào, chưa từng có một hiện tượng nào trong cuộc đời này tồn tại mà không có mối liên lạc với những cái khác nó. Chính vì lẽ đó mà con người của chúng ta nói riêng, cũng như vạn loại hữu tình lẫn vô tình trong cuộc đời này nói chung, đều có mối tương tác qua lại với nhau. Trong nhà Phật thì có một bài kệ đó là: chư Pháp tùng duyên sinh, diệt phục nhân duyên diệt, ngã Phật đại sa môn thường tác như thị thuyết. Có nghĩa là các pháp đều do nhân duyên mà sinh, các pháp đều do nhân duyên mà diệt. Đức Phật của ta là bậc đại sa môn thường nói pháp như vậy đó. Thế thì thưa các vị, mỗi cái hành động của mình, lời nói của mình và ý nghĩ của mình đều có mối liên hệ và tương tác với những người xung quanh mình, với sự vật và hiện tượng xung quanh mình. Chính vì lẽ đó mà chúng ta tương tác người khác thì người khác cũng có mối liên hệ và tương tác lại với ta. Cho nên khi chúng ta làm một công việc gì, nói một điều gì, suy nghĩ một điều gì thì điều đó nó liền lập tức mang cái sự tác động của nó đến với người khác. Đối với vấn đề này thì có một câu chuyện ngụ ngôn cũng rất hay và ứng hợp với nó. Chuyện xưa kể rằng có một gia đình nọ, ba người, cha mẹ và một đứa con. Trong một cái chuyến hành trình thì ba người đi cùng với một con lừa nữa. Cha mẹ thấy đứa con của mình chỉ mới có 12 tuổi thôi, đi bộ tội nghiệp cho nên mới ẵm đứa con bỏ trên cái lưng con lừa. Và thế là đi qua một cái làng nọ, mọi người mới nói là tại sao hai vợ chồng này không biết dạy con, để cha mẹ đi ở dưới, còn con thì ngồi trên lưng của con lừa. Khi nghe mọi người nói như vậy rồi thì ông cha bồng đứa con để xuống dưới, và người cha là ngồi lên trên lưng của con lừa. Và tiếp tục đi đến một cái làng xóm khác thì mọi người trong làng xóm đó mới nói là: trời ơi, cái ông cha này thiệt là không có tình cảm gì hết, để vợ mình với con mình ở dưới đi bộ mà mình thì lại ngồi lên lưng con lừa. Khi nghe mọi người nói vậy thì ông cha này cũng nhột quá, cho nên là bước xuống lưng của con lừa. Và anh ta bảo vợ của mình là hãy ngồi lên trên con lừa. Tiếp tục đi qua một cái xóm làng nọ thì mọi người trong làng xóm mới nói: trời ơi, cái cô vợ này thiệt là hết chỗ nói, để chồng của mình và con của mình đi dưới đất, còn mình thì lại ngồi lên trên lưng con lừa. Thế thì khi nghe như vậy thì cô vợ này cũng không biết đường nào mà xử lý. Thế thì thôi, cả ba người ngồi luôn lên trên con lừa luôn. Và đi qua một cái làng nọ khác thì người ta lại nói là: sao mà ba người này ác quá vậy, cả ba người mà lại ngồi lên trên một con lừa nhỏ xíu như vậy, nó gãy lưng nó chết rồi sao. Thế thì ba người này lại thấy nhột quá và bước xuống ở dưới để đi bộ. Thế rồi đi sang một cái làng khác thì mọi người mới nói là: sao mà ba cái người này thật là dại, có một con lừa mà không biết sử dụng gì cả, để cho bản thân mình lại lôi thôi lết thết mà đi lên ở trên đường như thế. Kính thưa đạo hữu cùng tất cả quý vị, qua cái câu chuyện đó chúng ta thấy được rằng 9 người 10 ý đó là điều đương nhiên trong thế gian này. Và chúng ta không thể nào chỉ có dựa vào những lời nói của người khác mà làm cho chúng ta đau khổ, làm cho chúng ta không làm được việc trong cuộc đời này của mình. Những lời nói thẳng, những lời nói thật đôi khi nó là một cái phương thuốc rất tốt để chúng ta chữa lành những cái gì mà mình khiếm khuyết, mà mình không thể thấy được. Nhưng đôi khi những lời nói của người khác nó trở thành nghịch duyên, nó trở thành những trở ngại trên bước đường mà chúng ta hành hoạt. Chính vì lẽ đó mà chúng ta cũng hãy nhìn ngắm một cách hết sức kỹ lưỡng những tư tưởng, những lời nói, những ý nghĩ của người khác, để từ đó mà mình có thể rút ra bài học cho chính mình. Ở đời muôn sự của chung, hơn nhau là biết cách dùng mà thôi. Hy vọng rằng đại chúng sẽ biết sử dụng hết tất cả những ý tưởng, hành động, lời nói của người khác trong cuộc đời, để chúng ta xây dựng đời mình tốt hơn trong cuộc sống bôn ba, muôn vạn hướng trong một thế giới đa chiều ngày hôm nay. Kính cảm ơn và cầu chúc tất cả quý vị đang xem chương trình này cùng với gia quyến của mình luôn an lành và thành tựu mọi sở nguyện. Nam Mô A Di Đà Phật.